các bạn, đây là sản phẩm thảo quả của sốt thảo dược Hạnh Nguyên các bạn nhé. Sản phẩm được đặt túi zip và được hàn miệng rất là chắc chắn đấy ạ. Ngoài ra thì shop cũng có tờ hướng dẫn sử dụng ở đằng sau cho các bạn tiện tham khảo nhé. Bên cạnh đó thì shop còn đóng lọ các loại rất tiện để trong bình bảo quản đấy ạ. Lọ rất là đẹp. Các bạn ở gần có thể tới xem và mua hàng trực tiếp tại shop các bạn nhé.